Kính thưa toàn thể quý tín hữu tri thức, chuyển hóa nhân cách là đề tài của buổi pháp thoại hôm nay và cũng chính là nội dung rất là căn bản của bài kinh Tư Lượng thứ 15 Trung Bộ Kinh. Trong bài kinh này, Ngài Mục Kiền Liên đã phân tích một cách rất là cô đọng về một số nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng một người trở nên khó lắng nghe và không được người khác tín nhiệm. Thông qua đó, Ngài khẳng định rằng khi chuyển hóa các tâm lý tiêu cực này thì con người sẽ trở thành có nhân cách rất là đặc biệt. Nói cách khác là bài kinh đã đưa ra hai tính cách của con người. Một tính cách dẫn đến sự dễ gần gũi, thân cận, học hỏi, giao lưu, đối tác. Còn ngược lại đó thì làm cho con người trở nên rất là khó tiếp cận, không có thái độ lắng nghe, cũng không có tinh thần cầu tiến, không có khuynh hướng làm mới bản thân, cũng như là thỏa mãn và dậm chân tại chỗ đối với các nhân tính hay là nhân cách mà mình đang có hay là đang sống. Bài kinh này xác định rằng cái gọi là nhân cách của con người không phải là hệ quả của truyền thống gia tộc như là người Ấn Độ đã quan niệm, gắn liền với con người từ lúc mà con người mới được lọt lòng. Kế đến nó cũng không hề liên hệ gì đến vai trò vị trí xã hội, thậm chí là quyền quy chức tước hay là cái người bình dân, mà nó là những cái liên hệ rất là cơ hữu đối với môi trường giáo dục, điều kiện hoàn cảnh sinh sống, cũng như là các đối tác chúng ta có dịp giao tế trong cuộc đời. Thì tất cả những thứ này hình thành nên những cái nét rất là đặc biệt ở trong từng con người, và cái đó thường được người đời quan niệm như là bản tính. Quan niệm của nhà Nho về bản tính đó là con người rất là lương thiện, có tư cách đàng hoàng đứng đắn từ lúc mới lọt lòng. Nhưng mà và rồi lệ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh, tính cách đó ngày càng sai dần, mất dần, làm cho con người có thể trở nên là đầu trộm đuôi cướp, hay là những con người bất cần, hay là những con người rất là ngông ngang, hay là có một thái độ ứng xử mang lại khổ đau cho người khác. Là cái đó là do về sau này thôi. Nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn. Nhà Phật hoàn toàn không chấp nhận quan điểm đó và cho rằng là cá tính con người lệ thuộc rất nhiều, có thể nói là 80% trong đời hiện tại, khoảng chừng 20% liên hệ và có sự nối kết trực tiếp với những gì mà chúng ta đã gieo trồng ở trong quá khứ. Nghĩa là không hề có cái gọi là bản tính. Trong thực tế đó thì chúng ta sống, chúng ta vẫn có khuynh hướng làm những việc mà người khác không có. Chúng ta nói rằng chúng ta có những cá tính đặc biệt hơn người khác, và chúng ta đánh đồng nó là bản tính của mình, là bởi vì chúng ta nhận dạng và nâng cái tính cách trở thành là bản tính mà thôi. Và sự nhận dạng sai lầm trong trường hợp này là bởi vì do cái quán tính thói quen ở trong đời quá khứ có thể tác động ảnh hưởng đến cái khuynh hướng mà chúng ta đang có ở hiện tại. Ở trong chữ Hán, cái từ tập á, được kết nối bởi hai bộ phận, ở bên trên là đôi cánh của con chim, và bên dưới đó là chữ Nhật mà viết lâu dài trở thành chữ Bạch, viết lộn. Có nghĩa là nó diễn tả cái hình ảnh con chim cất cánh nó bay trên bầu trời mỗi ngày đều đặn như vậy, hoặc là phản ánh cho một cái tình trạng đó là những con chim con bắt chước con chim mẹ cất cánh tung bay những cái buổi đầu tiên ở trong đời của mình,
để từ đó về sau nó có thể bay luyện một cách rất là thoải mái theo cái ý chủ quan và tự do của nó. Như vậy là thói quen á, là một cái gì đó được lặp đi lặp lại một cách có ý thức đến độ á, khi thiếu vắng cái đó chúng ta cảm thấy như là thiếu vắng rất là nhiều ở trong cuộc đời của mình, rồi chúng ta đánh đồng nó với bản tính. Còn nhà Phật cho rằng là cái môi trường, hoàn cảnh, điều kiện giáo dục tác động đến con người nhiều lắm. Do đó khi điều kiện thay đổi, tính cách con người cũng có thể thay đổi theo. Dĩ nhiên là vẫn có rất nhiều con người có lập trường hoặc là quan cố. Một trong hai thứ, lập trường là đi về cái tốt, còn quan cố là đi về cái xấu. Thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ thấy rằng là sự thay đổi do ảnh hưởng của điều kiện môi trường bên ngoài là không nhiều lắm. Và từ đó chúng ta mới nghĩ rằng là mỗi một con người là có một cái bản tính. Và hễ khi được gọi là có bản tính rồi thì chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận rằng tính cách đó có thể được làm mới hay được thay đổi, lột xác. Ví dụ như là trong dân gian chúng ta thường phát biểu là cáo thay da, đổi lông chứ không bao giờ thay tính cách. Tức là chúng ta áp đặt một cái cá tính đặc biệt ở trong loài cáo, và không bao giờ có con cáo nào là không ma mảnh, lừa gạt để có thể tấn công và triệt hạ đối phương yếu kém về sức lực hơn mình. Như là chúng ta áp đặt sẵn một cái tính cách nào đó cho từng chủng loại, rồi cho trong mỗi chủng loại đó chúng ta lại áp đặt thêm cho từng cá thể hay là cho từng thành viên của chủng loại này. Ví dụ như là khi đất nước Việt Nam bị phân chia ba miền Nam, Trung và Bắc, chúng ta định dạng tính cách của miền Bắc là như thế này, miền Trung là như thế kia, và miền Nam là như thế nọ. Và khi đối diện với những người thuộc về một cái vùng nào đó, chúng ta có thể đánh giá người đó thông qua cái cặp kính màu của ông bà tổ tiên chúng ta, hay là của phong tục tập quán, hay là của những câu ca dao thành ngữ tục ngữ đã để lại trong văn học mà chúng ta có dịp được học ở trong sách vở, hay là nghe những người lớn truyền thừa lại. Cho nên là với cách thức như vậy, chúng ta đã tự đóng khung và tạo ra một cái cá tính cho người khác mà vốn người đó nhiều khi không có. Ví dụ như ở trong các chùa đó thường có một cái câu truyền miệng với nhau nói về cá tính vùng miền của những miền Trung thôi. Có lẽ nó xuất phát trong một cái giai đoạn khi mà miền Nam kể từ Bình Trị Thiên vào đến mũi Cà Mau chưa được thành lập á mà. Xin lỗi, là từ Sài Gòn trở về sau này chưa được thành lập. Do đó là những cái tính cách vùng miền đó nó được khoanh dùng ở trong Bình Trị Thiên với các cái tỉnh lân cận mà thôi. Câu nói đó như thế này, đó là Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định co ro, Thừa Thiên nít hết. Rõ ràng là nếu mà mình sanh ra là người Quảng Nam mà nghe câu nói đó chắc chắn rằng là khó chịu lắm, phải không ạ? Có nhiều người khại miệng mà còn không phát biểu nữa, mà hễ mang cái thân phận của người Quảng Nam là nói là người này hay cãi lắm. Cho nên là chúng ta đã cài những cái lệnh hàm quan, kích hoạt cái hàm quan đó cho cả một cái vùng miền trải qua rất nhiều thế hệ với nhau. Và tương tự chúng ta cũng cài những cái nỗi hàm quan vào trong xứ Huế, cố đô. Đó là những con người rất là khôn, chờ người ta làm sẵn rồi vào thống lĩnh rồi hưởng cái thành quả của những người khác, dân dân và dân dân. Dĩ nhiên là nó cũng có những con người có tính cách như vậy, nhưng mà những tính cách đó ở vùng miền nào cũng có, đất nước nào cũng có. Chúng ta không thể là áp đặt cho một cái vùng rồi những vùng khác là ngon lành. Ví dụ như Sài Gòn không hề được đề cập trong chổng rồi chúng ta nói rằng Sài Gòn là ngon lành lắm. Mà trong Sài Gòn quý vị thấy năm cam là thứ dữ. Hoặc là những thành phần mà tương tự như năm cam nằm ở Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh cũng khá nhiều. Nói chung là ở đâu cũng có những thành phần bất toàn, bất hảo. Do đó sự áp lực cá tính là một sai lầm.
Như vậy là hôm nay khi chúng ta học cái bài kinh do chính Ngài Mục Kiền Liên nói về nhân cách của con người. Và nhân cách này nó có một cái mối quan hệ rất là hữu cơ với môi trường hoàn cảnh chúng ta sống. Cho nên là đừng bao giờ có một cái định kiến đối với người khác thông qua vùng miền mà người đó có. Cũng nên gọi là xóa bỏ những cái quan niệm phân biệt chủng tộc, giới tính, màu da, tính cách của con người dựa vào những cái mà con người có. Và khi chúng ta quan hệ đối tác á, là chúng ta quan hệ trên tính cách của từng con người cụ thể thôi. Nội dung bản kinh thì gồm có 4 phần chính. Chúng ta sẽ từng phần và lần lượt phân tích các phần đó. Vấn đề thứ nhất đó là nhu cầu thỉnh giáo và phê bình. Bản kinh dạy rằng là người muốn cải thiện bản thân nên có thái độ thỉnh nguyện người khác bằng những cái câu rất là tha thiết như thế này: tôi mong rằng các đồng nghiệp hãy góp ý cho tôi, và mong rằng tôi được các vị chỉ giáo. Nhưng nếu vị ấy là người khó nói, hoặc là có những tính cách tạo thành sự khó nói, hoặc là không có lòng kham nhẫn, không chịu đón nhận với lòng trân trọng tất cả những điều được giảng dạy, góp ý, xây dựng của người khác, thì những người đồng tu sẽ nghĩ rằng người ấy không đáng nói đến, hoặc là không đáng để được chỉ giáo, huống chi là đặt lòng tin và dẫn tới những cái khuynh hướng đối tác lâu dài ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Đoạn kinh văn này dạy chúng ta trước nhất một khả năng khiêm tốn về những điểm có thể bất toàn ở bản thân mình. Dĩ nhiên là chúng ta phải khiêm tốn thật chứ không phải khiêm tốn giả. Tham vấn và thỉnh giáo người khác là một nhu cầu rất là lớn đối với bất kỳ những ai còn thuộc về phàm phu. Nói cách khác là sự sai lầm và bất toàn như là một cá tính hay là thuộc tính của những ai chưa là bậc thánh, và do đó nhu cầu sửa sai, nhờ người khác sửa sai mình là những điều không thể nào không có được. Muốn làm được việc này thì điều tiên quyết là chúng ta cần phải có thái độ theo các tổ Việt Nam, đó là phản quan tự kỷ, thường phận sự. Bổn phận chính yếu của con người chúng ta đó là nhìn lại chính bản thân mình trước nhất, nhìn lại cá tính, nhìn lại tư cách, đạo đức, phẩm hạnh, lời nói, việc làm, cử chỉ, cách thức mà chúng ta giao tế ứng xử trong cuộc đời. Nghĩa là chúng ta phải nhìn một cách rất là nghiêm túc, không có ăn gian. Nghĩa là mình có những cái tính cách hư hoặc là chưa được hoàn thiện đó, thì đừng có ăn gian cho rằng mình đã được hoàn thiện. Cái tình trạng ăn gian này giống như cái kiểu mà chúng ta chơi bài một mình mà còn ăn gian nữa thì rõ ràng không có lợi ích cho ai hết trơn. Mà phải thật sự nghiêm túc, nhìn rõ. Và dĩ nhiên là cái nhìn đó đó, nó có thể có những yếu tố chủ quan và khách quan. Nếu cá tính của mình là một con người nhìn và lấy mình làm cái trung tâm, cái trục xoay để nhận định đánh giá người khác á, thì cái nhận xét á, rất có thể là chủ quan. Và trong những trường hợp xác định rằng á, mình bị chủ quan rồi á, thì tốt nhất quan niệm người khác như là một tấm gương, và nhờ người khác chỉ giáo mình. Sự chỉ giáo đó là một tấm gương để mình có thể thấy được rõ mặt mũi của mình, mặt mũi của tính cách, của tâm lý, của nhận thức, của cách ứng xử, của cá tính mà đôi lúc mình không tự tin để thấy rõ về những gì mình đang có. Ở trong truyền thống của nhà Phật, cứ mỗi nửa tháng có lễ Bồ Tát. Lễ Bồ Tát là một cái sự thỉnh nguyện tập thể mà trong đó có nhu cầu làm mới bản thân rất là cao. Thì trong những cái lễ này đó thì chúng ta cần phải bộc bạch với đại chúng rằng là trong nửa tháng vừa qua đó, tôi có những cái sơ suất, tôi có những lầm lỗi, và có nhiều người
sơ suất lầm lỗi nhưng không biết, cho nên là muốn cho tất cả những người đồng tu chỉ giáo cho mình. Mình nói rằng là không biết rằng là tôi có ứng xử như thế nào đó làm cho các sư anh, các sư em buồn hay không, hoặc là có thể làm cho thầy chủ trì không được như ý hay không. Nếu có, xin các vị hãy gọi là nói ra, tôi sẵn sàng lắng nghe, sửa chữa. Đó là truyền thống trong nhà Phật dạy chúng ta như vậy, cứ mỗi nửa tháng là phải làm. Còn có ngày tự tứ, tức là cái ngày mãn 3 tháng an cư, nạp lại bình năng lượng tâm linh của người tu, thì cái ngày đó là cái ngày thỉnh nguyện, mong rằng là mình làm hài lòng những người khác, những người trong cùng một cộng đồng, những người đồng tu, bằng cách là chúng ta thỉnh nguyện một cách tha thiết và để nhờ người khác chỉ điểm cho mình. Như vậy là Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta quan niệm người khác như là một tấm gương, và lời góp ý xây dựng đôi lúc nó rất là căng thẳng, mà cũng đôi lúc rất là khô khan, và đôi lúc có nhiều người xây dựng chúng ta một cách rất là cọc lóc. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng là cái động cơ của người góp ý chúng ta nằm ở chỗ nào. Mà nếu như ta thấy được rằng là động cơ đó phát xuất từ một tâm lý tốt đó, đừng bao giờ tự ái. Bởi vì những người mạnh dạn nói ra những điểm bắt tròn và sở đoản của mình đó, có thể trở thành người bạn rất là chí thân, và đôi lúc đó, có thể trở thành người thầy của mình. Còn nếu trong môi trường giao tế mà chúng ta chỉ tiếp xúc với những người khen mình mà thôi, mặc dù mình vẫn còn có những khuyết điểm đó, phải biết rằng mình đang sống trong một cảnh huống rất là bất hạnh. Có nghĩa là không bao giờ nhìn thấy được những sơ suất của mình, do đó không bao giờ sửa chữa nó, và chính như thế chúng ta đang sống trong một sự tổn thất. Dĩ nhiên là khi chúng ta thỉnh nguyện người khác là chúng ta phải thỉnh nguyện bằng tất cả tấm lòng, chứ không phải là làm qua loa, làm có lệ, làm theo truyền thống, làm theo thói quen, tức là cứ mỗi nửa tháng là chúng ta làm. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu cái truyền thống này được áp dụng tốt ở trong nhà chùa và có thể phổ biến rộng ở trong từng gia đình đó, thì lúc bấy giờ chúng ta thấy cái tinh thần dân chủ cao lắm. Có nghĩa là ví dụ như là ở trong chùa, thầy trụ trì được xem là cái người có vị trí vai trò quan trọng và lớn nhất, ấy thế mà thầy trụ trì vẫn có thể thỉnh nguyện người khác chỉ điểm cho mình trong những tình huống rất là cần thiết. Vì đó chúng ta áp dụng công thức này, chúng ta là cha, là mẹ, ông bà, chúng ta có thể có những cái cuộc sinh hoạt dân chủ ở trong gia đình, và hỏi rằng là trong cái thời gian vừa qua đó, con cháu hay là anh em có cảm thấy là không hài lòng về mình hay không, do rằng là đôi lúc đó mình lấy cái vai trò trưởng thượng, quyền huynh thế phụ vân vân, có thể cưỡng chế người khác hay là áp đặt người khác vào những cái vai trò, những công việc hoàn toàn không thích hợp. Như vậy là khi chúng ta áp dụng được cái công thức đó ở trong đời sống gia đình thì dĩ nhiên là cái tinh thần cởi mở hài hòa sẽ dễ dàng phát triển được lắm. Lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ làm cho những người thuộc thế hệ sau, con cháu, có cảm giác là khó chịu hay là tuân phục chúng ta bởi vì chúng ta có quyền thế trong gia đình. Mà ngược lại đó, là chúng ta sống một cách rất là hài hòa, nhờ thái độ sống hài hòa đó đó, những người khác có thể kính mến mình một cách thật sự bằng tấm lòng của họ. Bài kinh đã đưa ra có tất cả là 3 trở lực làm cho một người có thiện chí muốn góp ý vẫn không thể nào mở miệng ra để góp ý được. Trở lực thứ nhất đó là chúng ta không có lòng kham nhẫn để đón nhận những lời góp ý và xây dựng của người khác. Dĩ nhiên ở đây lời kinh vẫn xác quyết chúng ta một điều, đó là chúng ta biết rằng mình sai lầm và lời góp ý của người khác là đúng. Nhưng mà vì chúng ta không có lòng chịu đựng khi nghe người phân tích mổ xẻ những gút mắt dẫn đến nỗi khổ niềm đau, dẫn đến sự thất bại, dẫn đến sự không thành công của mình ở trong một lĩnh vực nào đó, chúng ta nghe chúng ta cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì tâm lý thông thường của con người là muốn nghe những lời khen nhiều hơn.
thái độ không chịu đựng lời góp ý có thể bắt nguồn từ một tâm lý, đó là khi chúng ta mời gọi người khác thì chúng ta muốn người đó có lời khen đối với mình hơn là phê bình. Mặc dầu về xã giao chúng ta có thể nói rằng là nhờ anh chị, ông bà, các bạn góp ý một cách chân thành cho tôi, nhưng mà khi mà chúng ta nghe nói đến những điều không hoàn thiện, chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Hoặc là có nhiều người góp ý một cách rất là cọc lóc, thay vì chúng ta có thể nói bằng nhiều cái câu, mà trong những câu này nó có những cái liên từ, thì cái người nghe vẫn còn có thể cảm thấy lọt tai. Chúng ta nói những cái tốt hết rồi, chúng ta nói nhưng, hoặc là tuy nhiên, nếu các anh chị sửa chữa thêm những cái tính cách này thì có lẽ là các anh chị sẽ trở thành là con người tuyệt hảo. Lúc đó chúng ta nghe chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm chút xíu. Và có nhiều người không bao giờ gọi là kể những cái hay của người khác, dù là đánh vào trong cái mấu chốt của vấn đề liền. Do đó thái độ đó làm cho cái người lắng nghe sự góp ý cảm thấy rất là khó chịu. Cho nên là học theo bài kinh này thì chúng ta phải chấp nhận một cái công thức, đó là lời thật thì trái tai hay là mít lòng. Để chi? Để chúng ta không có cảm giác khó chịu. Miễn là người ta nói đúng cái tim đen của mình thì mình sửa thôi. Ở trên máy bay thường nó có một cái hộp, người ta gọi là hộp đen. Đó là cái lời hộp ghi nhận những cái lời đối thoại giữa phi công, các chiêu đại viên, cũng như là bộ phận điều khiển ở dưới phi trường. Cái hộp đen này rất là quan trọng, nhất là trong những tình huống khi mà thời tiết xấu xuất hiện. Những cái lời truyền thông để hướng dẫn, hỗ trợ giữa ở bên trên và bên dưới là không thể thiếu. Và khi tai nạn gọi là rớt máy bay xuất hiện đó, thì cái hộp đen đó, đó chính là những dữ liệu rất quan trọng để người ta phân tích cho biết rằng là cái tình trạng rớt này nằm ở sự trục trặc kỹ thuật hay là do có những kẻ khủng bố cưỡng đoạt, hoặc là do một sự cố nào đó, vân 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 vân. Cho nên là dầu là đối với những trường hợp máy móc và động cơ, người ta vẫn cài đặt những cái lệnh để ghi nhận thâu âm hết tất cả những cái lời đối thoại ở trên máy bay. Cái đó chúng ta có thể được xem như là một cái lời, một cái hộp thơ góp ý một cách rất là âm thầm và lặng lẽ, để giúp cho người ta hoàn thiện những phương diện kỹ thuật, tránh tình trạng mất an ninh tạo ra cái chết cho những hành khách đi ở trên không gian. Trong các website ngày nay, chúng ta thường thấy nó có một cái lệnh gọi là feedback, mà có thể dịch nôm na như là mời gọi sự góp ý. Các cơ quan, các đoàn thể, công ty xí nghiệp cũng thường có những hộp thư góp ý, là bởi vì họ có một cái nhu cầu muốn cách tăng, thay đổi, phục vụ khách hàng, làm thế nào cho khách hàng thật sự hài lòng và thấy được rằng là họ đến với một công ty đó là có được rất nhiều quyền lợi và được người ta trọng dụng hay là được người ta tôn trọng mình. Chính như vậy làm cho cái quan hệ giữa khách hàng và cái chủ nào đối tác á, có thể có một cái sự bền bỉ trong ở trong giao tế với nhau. Như vậy là chúng ta thấy là cái nhu cầu nhận sự góp ý là không thể thiếu. Nhưng mà có sở dĩ mà trục trặc là bởi vì chúng ta không kiên nhẫn để chấp nhận sự góp ý, mặc dầu chúng ta có thể mời gọi người khác. Thì sự mời gọi đó chính là một cái hộp thư góp ý. Hộp thư này rất là cần. Đến lúc đó là có nhiều người ngại ngùng với nhau, nói trước mặt, có thể không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến tình trạng ngữ điệu của lời phát biểu quá căng thẳng, làm cho người kia có thể chối bỏ cái lòng nhiệt huyết của mình. Thì trong trường hợp đó, chúng ta có thể vay mượn cái công thức đó là thiết lập những hộp thư góp ý. Chúng ta có thể viết nó trên một cái trang giấy, viết với một cái cảm xúc nhẹ nhàng chứ không phải là sự sân hận, hay là viết bằng một thái độ học hành, mà viết để thấy được rằng là chúng ta có một cái nhu cầu để góp ý người kia và chúng ta nói một cách rất là rõ ở trong đó. Thế vậy là cái sự góp ý trong trường hợp này đó làm cho người kia có thể giảm cái cường độ của cái lòng thiếu kiên nhẫn trong sự chấp nhận, là bởi vì lúc đó họ nóng quá họ có thể không chấp nhận, nhưng mà cái tờ giấy đó có thể giúp cho họ khi mà thoải mái hay tỉnh táo có thể đọc một cách chậm rãi, đọc có suy nghĩ, và nhờ thái độ đó
thì sự góp ý có thể len lỏi vào ở trong tâm cảm thông qua thái độ nhận xét một cách rất là sáng suốt của cái người yêu cầu góp ý. Cái trở lực thứ hai làm cho người góp ý là muốn xây dựng không có cảm giác thoải mái, đó là khi nhìn thấy gọi là đương sự, dù là vô tình hay cố ý, chứng minh rằng là họ không cần đến sự góp ý của chúng ta, thông qua thái độ là họ có vẻ là không có thành khẩn lắm. Ngạn ngữ phương Tây có một câu như thế này: đừng bao giờ cho lời khuyên nếu như bạn không được yêu cầu, và thậm chí yêu cầu một cách giả tạo là cũng không nên, bởi vì cái đó nó tạo ra sự phiền toái và rắc rối cho cả hai. Lời khuyên chỉ có ý nghĩa khi mà người lắng nghe thật sự muốn, còn bằng không nó có thể rơi vào tình trạng giáo đa thành oán, mà nhiệt tình hỗ trợ người khác nhiều quá mà nói thiếu phương pháp á, có thể mang lại sự oán trách của người kia, làm cho người kia nghĩ rằng là mình đang vạch lá tìm sâu, hay là chu dập, tức là cứ tìm những cái lỗi của mình quá nhiều đến độ mình không chấp nhận được. Như vậy là thái độ thành khẩn là một yếu tố rất quan trọng để giúp cho người khác có thể nhiệt tình và sửa sai cho mình một cách lâu dài và bền bỉ. Sự thành khẩn có thể được biểu đạt qua lời nói. Có nhiều người nói rất là khéo, cho nên là thông qua cách biểu đạt đó, người được thỉnh nguyện á cảm thấy hài lòng liền. Nhưng mà có nhiều người không nói khéo, lúc bây giờ chúng ta có thể biểu đạt qua cử chỉ, ví dụ như là thái độ tuân phục, bởi vì cung kính bắt như phụng mệnh, tức là cái tốt nhất là chúng ta lắng nghe và làm theo, chứ không phải là chúng ta chỉ có gọi là biểu đạt qua cái sự vâng và dạ, mà làm những việc tốt mới là yếu tố quan trọng, bởi vì cái đó nó giúp cho mình có thể thay hình đổi dạng chính bản thân mình. Chỉ cần quan sát về cái cấu hình của con mắt ở trên vị trí của cơ thể, chúng ta thấy rằng nó có thể nhìn thấy những sự vật ngoài đó, những sự vật xung quanh và nhất là những sự vật đối diện, còn nó không thể nào nhìn thấy được bản thân nó. Và cái thứ hai nữa là nó không thể nào nhìn thấy được cái sự vật nằm ngoài sau nó, ví dụ như là cái màu ác của chúng ta. Chúng ta có thể vận dụng những cái công cụ hỗ trợ, chẳng hạn như là một cái tấm gương, hay là chúng ta nhìn soi mình ở dưới một cái dòng nước trong vắt, thì lúc bấy giờ hình ảnh có thể được tương phản, và do đó chúng ta có thể nhìn thấy được gương mặt sạch hoặc là dơ của mình. Như vậy là cái nhu cầu tìm đến người khác để nhờ người ta chỉ điểm cho mình là không thể nào thiếu. Và do đó nó muốn làm được chuyện đó thì ý thức về sự làm mới và cải thiện tính cách của mình là một điều mà làm cho cái người góp ý mình mạnh dạn xây dựng mình. Cho nên cái cản lực thứ ba theo bản kinh này là do vì đương sự có một số tính cách xấu, nhưng mà lại không nỗ lực để thay đổi những cái tính cách này, cho nên làm cho người muốn góp ý cảm thấy rất là ngại ngùng, ngao ngán, bởi vì cái góp ý đó có thể dẫn đến tình trạng gọi là khô cứng, bảo thủ, hoặc là có thể gây đến những cái tình trạng gọi là mặc cảm giữa hai bên, tạo ra sự định kiến hay là thành kiến, dĩ nhiên là những điều mà rõ ràng cả hai phía đều không muốn. Như vậy là để cho cái nhu cầu thỉnh nguyện, thỉnh giáo và thay đổi ở bản thân mình được thiết lập, thì bài kinh dạy chúng ta đó là trước nhất chúng ta phải nhận diện được đâu là những tính cách bất hảo ở trong tâm cảm dẫn đến thái độ nhận thức và tâm lý ứng xử của mình ở trong cuộc đời. Bản kinh nói rằng là bất kỳ người nào bị sự chi phối của các tính cách như là ác dục, phẫn nộ, khen mình chê người sẽ trở thành người rất là khó nói. Khi bị tâm lý phẫn nộ chi phối, các tính cách sau đây sẽ lần lượt xuất hiện như là hiềm hận, cố chấp, thốt lời dễ ghét, chống đối,
chỉ trích, chất vấn người góp ý mình, có tâm lẩn tránh vấn đề, hoặc là trả lời một cách gọi là hoài lời, để lộ sự phẫn nộ và bất mãn, không chịu giải trình hành động của mình cho người hiểu rõ, hư hụy, não hại, tật đố, sân tham, dối gian, lương gạt, quan mê, quá mạng, dính mắc thế tục, cố chấp tư kiến, không chịu buông xả. Các tâm lý trên chính là tính cách làm cho một người trở nên khó nói. Nếu ai diệt trừ được các tính cách ấy sẽ trở thành con người có thể tiến bộ rất nhiều trong đời sống đạo đức và hành trì. Những tính cách vừa nêu dĩ nhiên thuộc về tính cách xấu mà con người cần phải tháo gỡ ra khỏi mảnh đất tâm, muốn nếu như mình muốn mình trở thành một con người có nhân cách toàn diện. Thói hư tật xấu con người thì nhiều lắm, và nếu chúng ta có những thói hư tật xấu nhiều thì cái khả năng lắng nghe và sửa sai sẽ giảm đi. Sự đa dạng của thói hư tật xấu làm chúng ta phải có nghệ thuật để tháo gỡ nó. Cho nên để tháo gỡ một cách có kết quả thì chúng tôi xin tạm chia ra các điều vừa nêu thành một số nhóm mang tới cách là liên hệ lẫn nhau, hay là thỉnh thoảng nó có cùng một mẫu số chung, hay là nó có một cái quan hệ dẫn theo, tức là hễ khi chúng ta có tính cách xấu này thì đồng lúc đó chúng ta có cơ hội làm sống dậy những cái tính cách tương tự. Tính cách thứ nhất đó là ác dục. Khái niệm ác dục này có thể được đọc theo hai âm với hai nghĩa khác nhau. Nếu chúng ta đọc nó là ố dục, tức là những cái sở thích, những ước muốn, rõ ràng nó không phản ánh được cái nhu cầu thăng tiến của con người về phương diện học hỏi, về phương diện hành trì, hay về phương diện này phương diện nọ. Nói chung là những ước muốn xấu, mặc dù cái xấu này nó có thể là không ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội, nó chỉ làm chúng ta dậm chân tại chỗ thôi. Còn khi chúng ta đọc với cái âm là ác dục á, tự nhiên nó có tính cách là phản đạo đức, trái ngược với đời sống tâm linh, đi ngược lại cái sự tiến bộ trong hành trì, và làm chúng ta mãi mãi và vĩnh viễn sẽ trở thành những người phàm phu và tục tử. Cho nên chúng ta có thể hiểu nó, nếu đơn giản thì ố dục chính là những cái ham muốn và những cái đòi hỏi một cách rất là vô lý, không cần thiết. Những sở thích không có lợi cho đời sống có thể sẽ trở thành những nhu cầu ảo đối với chúng ta trong một giai đoạn nào đó. Chẳng hạn như nếu là học sinh mà có thói chưng diện, đua đòi với bạn bè đó, thì lúc bấy giờ chúng ta có thể gây sức ép tâm lý cho cha mẹ chúng ta. Chúng ta đòi năng nặc là cha mẹ phải chiều theo ý mình. Chẳng hạn như là một học sinh mà chúng ta lại có nhu cầu có điện thoại di động. Dĩ nhiên là sự đòi hỏi đó là quá đáng, là bởi vì một học sinh thời gian cần phải đầu tư vào việc học hành. Cái thứ hai á, cái nhu cầu về đối tác quan hệ chưa thật sự có. Cái thứ ba nữa, nếu chúng ta có cái này nó sẽ gây sự trở ngại cho các hoạt động học tập của chúng ta ở trong trường lớp. Ví dụ khi vào trong lớp học mà bỗng dưng nó ré lên một cái làm cho những người khác bị phân tâm. Mà ngày nay á, cái công nghệ của điện thoại di động nó làm cho chúng ta bị mất sự tập trung đó. Từ lúc chúng ta đang đối thoại với một người khác mà điện thoại vang lên chúng ta phải ngưng đó, cho nên bắt điện thoại chúng ta nói, như vậy là cái người đối tác kia cảm thấy mình rất là lơ lửng và không được tôn trọng một cách thích đáng. Như vậy là trong những sinh hoạt gia đình đó, nói theo tinh thần nhà Phật là đôi lúc đó là chúng ta phải tắt hết tất cả điện thoại. Có cái giờ ăn, giờ sinh hoạt chung á, chúng ta đừng bao giờ là bắt điện thoại lên, bởi vì cái đó nó làm ngắt quãng sinh hoạt rất là đẹp đang diễn ra một cách có hào hứng. Còn trong các nhà thờ, trong các ngôi chùa ngày nay thì điện thoại di động cũng là một cái cản lực. Ví dụ như nhiều nhà thờ đang lúc mà làm lễ trang nghiêm bỗng dưng là điện thoại nó xé lên, cho nên là người ta phải thiết lập một vài hệ thống gọi là phá làn sóng, mà không hề làm cho cái người tham dự trong các khóa lễ có cảm nhận rằng là điện thoại mình nó bị mất sóng. Mặc dù nhìn vào cái máy chúng ta vẫn thấy nó có 3 mức hoặc là 5 mức,
tức là sống vẫn rất là đầy. Ấy thế mà không có một cú điện thoại nào có thể len lỏi làm gián cách cái sinh hoạt đang rất là trang nghiêm. Rất tiếc là ở trong các ngôi chùa chúng ta nghèo quá, chúng ta không có đủ tiền để mua các hệ thống này, chứ bằng không cái đó nó hỗ trợ tốt lắm. Còn trong đời sống của cộng đoàn tăng mà nếu như mọi thành viên mà đều có điện thoại di động thì rõ ràng cái sự sao lãng về sự tu học cũng có thể diễn ra rất là nhiều. Cho nên là chúng ta phải ý thức rất là rõ, nếu như mình không làm cái công việc là chực nhật hay là phải tiếp tân thì đừng bao giờ có nhu cầu có điện thoại riêng. Tại vì cái đó đôi lúc mà chúng ta lạm dụng nó và làm phân tán tâm của mình rất là lớn. Cho nên đó là khi mình tu là mình phải biết tìm cái cách để hạn chế cái cơ hội giao tiếp nếu không cần thiết. Vì sự giao tiếp làm phân tâm, và do đó chúng ta đánh mất rất nhiều thời giờ cho những chuyện chưa quan trọng trong cái giai đoạn mà chúng ta đang cần. Dĩ nhiên là khi mà một con người có những cái nhu cầu thái quá hay những nhu cầu sai lầm, những đòi hỏi quá đáng đó, thì người đó sẽ khó có cơ hội lắng nghe người khác được lắm. Có một câu chuyện có thật là người mẹ cảm thấy rất là lo lắng cho một đứa con gái duy nhất, là bởi vì khi bà ta nhìn thấy rằng ngày càng đứa con gái của bà sa ngã bằng cách đó là có khuynh hướng hưởng thụ đời sống bằng cách là trưng diện các món thời trang. Có lần bà ta đã góp ý một cách rất là chân tình rằng con à, con không nên ăn mặc hở hang, bởi vì nhà chúng ta đâu đến nỗi nghèo để không có tiền mua những chiếc áo lành lặn đâu. Đứa con gái của bà đã trả lời một cách rất là cọc lốc: mẹ à, mẹ lo làm chi cho mệt, con mặc chứ mẹ có mặc đâu mẹ sợ. Bà ta nghe bà ta buồn và giận lắm. Nếu con nói như vậy á và không chịu thay đổi tính cách á thì mẹ sẽ đốt hết tất cả những đồ thời trang đó cho con biết. Con gái bà cười ha hả trả đũa lại nó: cái đó con còn mừng nữa mẹ ơi, con mặc hở hang chút xíu mà mẹ còn la rầy, bây giờ mẹ đốt rồi con khỏi cần mặc quần áo để coi ai sợ thì biết. Đó là một cái sự thật rất đau lòng. Cái lời kêu cứu của một bà mẹ đã được đăng ở trên báo Phụ Nữ, và bà ta cảm thấy rằng là mình không đủ sức để thuyết phục đứa con gái của mình có những cái tính cách thái quá, bởi vì rất có thể cô bé này đã coi rất nhiều bộ phim của Mỹ hoặc là những hình ảnh nói về cái sinh hoạt của phương Tây, và tưởng rằng là ở thế giới phương Tây tự do, con người muốn làm gì thì làm. Nếu ai đã có từng đi du lịch đầy đó trên khắp thế giới thì thấy rõ ràng rằng là cái khuynh hướng hưởng thụ về thời trang ở Việt Nam mạnh hơn nhiều nước khác. Chúng ta sẽ rất là hiếm nhìn thấy những cái cảnh mà ăn mặc hở hang ở thế giới phương Tây, ở ngoài đường phố lắm. Nó chỉ là những cái mốt để cho những người giàu có mà thưởng thức thôi. Còn đại đa số quần chúng người ta bận biểu rất là nhiều, vậy đó không có thời giờ để thưởng thức những thứ này đâu. Còn Việt Nam thấy như vậy là có thể tiếp thu nó nhanh lắm. Những cái mốt thời trang đôi lúc mới xuất hiện ở Pháp, ở Mỹ, ở Đức, ngày hôm trước là ngày hôm sau Việt Nam đã bắt đầu có thể vay mượn rồi. Chúng ta học hỏi những cái mà không hay lẹ lắm. Bởi vì những quốc gia nào mà cái truyền thống văn hóa không có vững á, hoặc là bị đô hộ bởi giặc ngoại xâm nhiều quá đó, thì cái gốc gác về văn hóa truyền thống của mình nó không vững. Và từ đó đó chúng ta dễ dàng tiếp thu những cái ngoại lai. Và đôi lúc những cái ngoại lai này đó có thể làm mất đi những cái truyền thống rất là đẹp trong quốc gia và dân tộc của mình. Cho nên bắt chước người khác mà không có suy nghĩ là một điều sai lầm và tự sát. Chúng ta phải biết rằng là người phương Tây thì họ thích cái không khí mát. Cho nên khi mà đến mùa nắng thì họ mặc những trang phục mùa hè để cho cảm giác bực bội không có mặt. Do đó những cái trang phục được chế tạo cho mùa hè nó hoàn toàn khác với mùa đông. Mà Việt Nam nếu mà mình không hiểu được cái phong tục đó đó, mình lấy những trang phục mùa hè mặc cho mùa đông thì nó trở thành là dêm dúa, trở thành rất là khó coi. Đó là lý do tại sao đôi lúc đó chúng ta cảm thấy rất là khó chịu khi thấy những ông Tây hay là những người du lịch ba lô ở nước ngoài vào đền đài, rồi chùa, nhà thờ v.v.
của Việt Nam mà ăn mặc gọi là quần đùi, là áo cột tay, chúng ta cảm thấy khó chịu. Thực ra họ không có dụng ý gì đâu, bởi vì họ quen với khí hậu lạnh mà. Vào Việt Nam nóng và khó chịu quá, cho nên người ta phải mặc làm sao cho nó mát ra. Bởi vì người ta cũng không hề hiểu được cái nền văn hóa Việt Nam là kỵ những cái ăn mặc gọi là thiếu kín đáo ở trong những cái nơi tôn nghiêm. Như vậy là nói tóm lại thì tất cả những cái loại ham muốn, những đòi hỏi, những sở thích mà nó không cần thiết cho sự phát triển về đạo đức, hay là nó chưa cần thiết trong những cái giai đoạn nào đó, thì chúng ta không nên phát huy nó. Bởi vì phát huy như vậy sẽ làm cho con người của mình có những cái loại lý luận biện hộ, trả đũa, khỏa lấp, để không bao giờ muốn mình thật sự được thay đổi. Tính cách thứ hai đó là khen mình chơi người và quá mạng. Hai tính cách này là một cặp bài trùng với nhau. Hễ ai khen mình á thì dễ dàng chơi người. Khi chơi người á thì thái độ cống cao, ngã mạn cũng xuất hiện. Chúng ta biết rằng khiêm hạ là một điều tốt, nhưng khiêm hạ cực đoan á thì dẫn đến sự mặc cảm và tự ti, không tin vào khả năng và tiềm năng của mình, dẫn đến những sự thất bại trong cuộc sống. Khiêm hạ giả tạo á, tức là cách thức mà chúng ta muốn người khác khen mình nhiều hơn. Do đó cũng là cách làm lớn bản ngã của mình. Dĩ nhiên không phải là thái độ cần thiết mà chúng ta cần phải phát huy. Thông thường chúng ta có thể thấy rõ ràng được sát và sến ở nhà của người khác, nhưng mà cục gèn ở trong khóe mắt của mình đôi lúc chúng ta không để ý tới. Như vậy là thái độ nhìn thấy lỗi, vạch lá tìm sâu là thái độ rất là gần gũi. Nó trở thành gần như là thuộc tính của rất nhiều người phàm. Còn bản thân của mình á, có thể nhiều khi còn xấu hơn người khác nữa mà mình lại không thay. Hoặc là khi phân tích ra thì mình lại biện hộ, tránh, hoặc là không thừa nhận những gì mà mình chưa được hoàn thiện. Như vậy là có thể có rất nhiều khuynh hướng khi người ta có thái độ muốn mình được khen. Thì lúc bấy giờ người ta sẽ không bao giờ chấp nhận những cái hay cái tốt của người khác. Có nhiều người chỉ dừng lại khoảng chừng đó mà thôi. Như vậy là cái tác hại không đến nỗi là quá xấu đối với cộng đồng. Nhưng mà có nhiều người đi quá mức cái giới hạn này, đó là khi mà khen mình rồi đó thì không bao giờ dừng lại ở chỗ khen mà thôi, mà còn phê bình người khác. Và sự phê bình người khác này có thể tạo ra thái độ đó là một hạ vô nhân, tức là nhìn trong cuộc đời này không ai bằng mình. Và do đó mình có thái độ cống cao, ngã mạn, và người đó là cái người rất là khó chịu, rất là khó gần gũi. Dầu người đó có tài cao, học rộng, hiểu nhiều, nhưng mà người đó sẽ không bao giờ đạt được sự thành công ở trong cuộc sống. Bởi vì gần người đó giống như gần lửa, gần người đó gần như là gần những loại thú dữ. Cho nên là cái cảm giác là thoải mái dễ chịu sẽ không bao giờ có mặt ở những người có quan hệ đối tác trực tiếp với chúng ta. Và như vậy là chúng ta đã đánh mất rất nhiều cơ hội để làm cho mình trở thành một cái người tốt ở trong cuộc sống. Trong dân gian Trung Hoa đã có một cái câu chuyện có thật, kể về một cái người bán dao mát và các loại vũ khí. Khi anh ta cầm cái mát lên thì anh ta quảng cáo như thế này là: mát của tôi có thể chặt đứt hết tất cả các vật liệu, thậm chí như là các loại kim loại. Cho nên ai sử dụng những loại cây mát này đó sẽ không bao giờ sợ hãi về cái tính mạng của mình khi bị người khác gọi là thách thức, và có khả năng tự vệ rất là đảm bảo. Nhưng mà khi qua đến cái vùng mà đang cần cái nhu cầu mua một cái vật liệu để che và kháng cự lại trước những cái mát và dao gươm á, thì người ta quảng cáo rằng cái thuẫn của tôi là cái mà có thể gọi là đảm bảo được, kháng cự được và không bao giờ bị chọc thủng bởi bất kỳ một loại vũ khí nào. Thì có một người cắt cớ mà hỏi anh ta như vậy á: nếu như tôi mua cái mát của anh và tôi cũng đồng lúc tôi mua cái thuẫn của anh á, thì cái nào sẽ thắng cái nào? Anh ta bê tắc không trả lời được, vì lúc anh ta cũng không nghĩ ra cái chuyện này. Anh ta cứ nghĩ rằng là cái mát này là số 1, có thể chặt đứt hết tất cả, mà cái thuẫn này cũng số 1, có thể đỡ và không làm cho chúng ta bị thương tổn về thân thể. Mà nếu hai cái đó đụng độ với nhau
thì chắc chắn rằng sẽ có một cái thắng và một cái bị bại. Từ đó nó mới có một cái thành ngữ là mâu thuẫn. Mâu thuẫn tức là cái người phát biểu mà trong sự phát biểu đó nó đã hàm tàng một cái nội dung gọi là đối lập lẫn nhau. Nếu có cái này thì cái kia sẽ không bao giờ có mặt, nếu có cái kia thì cái nọ sẽ bị loại trừ một cách vĩnh viễn. Rồi đôi lúc đó, trong cuộc sống đó, chúng ta thường coi những cách thức lý luận như vậy khi mà chúng ta khen mình và chơi người, chắc chắn rằng nó sẽ rơi vào tình trạng là mâu thuẫn. Là bởi vì không ai có thể được xem là toàn thiện, không ai có thể được xem rằng là mình hoàn hảo về tính cách, về kiến thức, về mọi phương diện. Nhưng mà khi chúng ta chơi người khác á, là chúng ta đồng lúc đó chúng ta nghĩ rằng là mình hoàn thiện mình mới chơi. Cho nên là trong cái sự chơi người khác mà khen mình là bỗng dưng sự mâu thuẫn nó đã xuất hiện rồi. Và do đó chúng ta sẽ không bao giờ có một thái độ tích cực, nhìn thấy rõ được bản chất của người khác. Tính cách kế tiếp đó là hiềm hận và cố chấp tư kiến. Hiềm hận là một tâm lý phức cảm được tạo ra hoặc là sống trên nền tảng của phản ứng, các phản ứng giận dai, thù dai hay là bất mãn ở bên trong đối với những người khác. Thái độ hiềm hận có thể tạo ra sự trả thù hay chống đối một cách trực tiếp hay là gián tiếp, ngấm ngầm, làm cho đương sự có cảm giác gọi là muốn từ chối người khác. Còn cố chấp tư kiến là thái độ bảo thủ, đóng cửa trước những thiện chí của người khác khi người khác chứng tỏ rằng mình có một cái lỗi lầm, hoặc là người ta đang chỉ điểm về chân lý là có đường đi nước bước, nhưng mà do vì chúng ta nghĩ rằng mình là cái người đúng cho nên chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận. Và nếu như cái tư kiến cố chấp được hỗ trợ bởi lòng hiềm hận thì con người sai lầm sẽ có cơ hội là lún sâu vào trong mặc cảm và không bao giờ chấp nhận được cái tốt và cái đẹp của người khác. Do đó hai thái độ này rất nguy hiểm, là bởi vì nó làm cho chúng ta bị dậm chân tại chỗ. Ở trong kinh Trung A Hàm có kể một câu chuyện, đó là có một cái người làm nghề tiều phu. Dĩ nhiên là mục đích của anh ta là làm thế nào để lấy củi đổi tiền bạc và sống ở trong cuộc đời này. Chuyện kể rằng là có hai người làm nghề đó đi vào khu rừng và đốn riết á thì cây nó cũng hết. Dĩ nhiên là nó gây tác hại bão lụt, hạn hán rất là nhiều. Rồi hai anh ta mới tâm niệm với nhau là chúng ta hãy thử đi tìm một cánh rừng khác, biết đâu là tại đây chúng ta sẽ có những loại gỗ quý hơn. Thì khi đi vào một cái cánh rừng sâu hơn á thì họ đã phát hiện ra một cái loại gỗ quý hơn những cái loại gỗ mà họ đã thường sử dụng hàng ngày. Thì họ đã bắt đầu chặt những cái loại gỗ quý này để lên. Rồi một người đề nghị, chúng ta mới đi khoảng chừng một vài cây số là chúng ta đã phát hiện loại quý rồi, biết đâu là nếu chúng ta đi sâu vào cánh rừng nữa đó, thì chúng ta sẽ tìm được những cái loại quý hơn. Thì hai người đã chấp nhận và đi, và quả thật là loại quý hơn đã có mặt. Bây giờ là họ đang đối diện trước những cái loại gỗ trầm hương, những loại gỗ mà nếu làm thành những loại trang trức phẩm hay là tượng nghệ thuật vân vân thì giá trị của nó sẽ có thể tăng lên gấp 20-30 lần so với những loại gỗ thông thường mà họ có. Cái anh bạn đề nghị tìm những loại quý hơn á, sẵn sàng bỏ những loại gỗ cũ đốn những loại gỗ mới. Nhưng mà người kia bị trạng thái tiếc nuối và cố chấp á, mà nói rằng là nãy giờ tôi đã mang vác gỗ này trên vai đến 3 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ bỏ nó thì quả thật là không thể nào làm được. Cho nên ta nói thôi anh cứ lấy gỗ quý này đi, còn tôi sẽ giữ gỗ này, chúng ta sẽ hỗ trợ bổ sung cho nhau. Nói xong thì họ tiếp tục đi. Họ nói là bây giờ thôi chúng ta đi con đường khác để về nhà, biết đâu chúng ta tìm một con đường ngắn hơn. Thì khi đi như vậy thì họ lại tìm ra một loại gỗ quý nữa. Thì cái người mà cách tân á, sẵn sàng bỏ những loại gỗ cũ tìm loại giữ cái loại gỗ quý hơn. Người này nói là còn cái người còn lại lý luận rằng là nãy mới 3 tiếng thôi tôi còn chưa bỏ, bây giờ đi thêm 2 tiếng nữa là 5 tiếng rồi, biết bao nhiêu là cái tình cảm đẹp, biết bao nhiêu là những sự gắn bó với nó, tôi không thể nào bỏ. Thôi anh cứ làm đường anh, tôi làm đường tôi. Và khi đi cuối cái cánh rừng á thì họ đã phát hiện ra một cái loại vàng,
Và mặc dầu nó chưa có được chế biến, nó còn nằm lẳng lộn ở trong đất và cát. Thì người này mới nói bây giờ tốt nhất là chúng ta cứ lấy hết tất cả những cái đống cát có vàng này về rồi sàn và thải, thì chúng ta sẽ có cơ hội là chúng ta giàu nhanh hơn là những người khác. Anh kia nói là nãy mới đi có 5 tiếng tôi còn không bỏ, bây giờ là 10 tiếng đồng hồ làm sao bỏ được. Cho nên là hai người đã có hai khuynh hướng lựa chọn khác nhau. Đức Phật đã kết luận ở trong bài kinh đó, đó là khi mà con người có thái độ là cố chấp tư kiến quan điểm riêng của mình, dù cái quan điểm đó nó gắn liền với những cái kinh nghiệm, những cái tình cảm sâu sắc ở trong cuộc đời của mình, thì người đó sẽ đánh mất cơ hội để tìm thấy những cái hay, những cái giá trị cao hơn trong cuộc sống. Cái câu chuyện đó có thể là câu chuyện không có thật. Và khi phân tích mổ xẻ câu chuyện này đó, chúng ta có thể nói rằng là cái anh chàng ôm lấy đống củi không có giá trị, mặc dầu mục đích của ông ta không phải là giữ củi mà là tìm kiếm giá trị kinh tế thông qua việc bán củi, nhưng mà anh ta lại cố chấp không bao giờ muốn bỏ những gánh củi mà quá quen thuộc với cái sinh hoạt hàng ngày của anh. Chúng ta nghĩ rằng là anh ta là cái người đáng tội nghiệp, hoặc là anh ta là người quá si mê cho nên ta không dám mạnh dạn để bỏ. Mà trong thực tế đó, có những sự cố chấp tư kiến đó, nó không đơn giản như một cánh củi đâu. Nó có thể gọi là ẩn núp dưới hình thức của những lý luận về tính giá trị, về tính cách sử dụng của nó ở trong cuộc sống. Chúng ta có thể nghĩ rằng là khi chúng ta giữ lại một cái tính cách này thì tính cách đó nó có thể làm cho mình được hạnh phúc. Mà nếu như tính cách đó nó có nhiều mối liên hệ đến tình cảm đẹp trong cuộc đời của mình thì chúng ta sẽ không bao giờ mạnh dạn để bỏ. Mặc dù chúng ta biết rằng giữ nó có thể thậm chí là có tác hại không chừng, ít nhất là về phương diện sức khỏe. Thái độ cố chấp đó là một thái độ rất là nguy hiểm. Cho nên cứ liên tưởng đến hình ảnh giữ củi mà không dám gánh vàng về đó, để chúng ta thấy rằng là đôi lúc đó, do bảo thủ chúng ta giữ những cái không có giá trị cho cuộc sống, không có giá trị cho hạnh phúc, ấy thế mà chúng ta cũng không dám mạnh dạn để buông. Và đó là một cái tổn thất rất là lớn. Còn có nhiều người bị tính cách hiềm hận chi phối đó, thì rất là dễ giận và giận dai, giận trong lòng. Nhiều khi người ta nói một câu rồi người ta quên mất tiêu, ấy thế mà chúng ta có thể giữ câu nói đó 10 năm sau, 20 năm sau. Mỗi lần gặp lại người đó thì cái hình ảnh của câu nói đó xuất hiện, âm thanh đó vang vọng bên tai chúng ta. Từ cái ngữ điệu, cách thức biểu đạt, lời nói học hằng cay đắng hay là lời hù dọa, chúng ta vẫn nhớ một cách phanh phách. Vì vậy đó chúng ta có một cái mặc cảm, một cái thành kiến, một cái thành trì rất là sâu chắc với người kia, và làm cho mình và người kia dĩ nhiên là không bao giờ có thể là gần gũi với nhau được nữa. Vậy đó cũng chính là một sự gọi là cố chấp về tư kiến của mình. Cho nên hiềm hận có thể bám rễ trên sự mặc cảm, nỗi buồn, niềm đau, và nó đều được nuôi dưỡng bằng cái chất liệu gọi là chấp thủ rất là lớn. Cái tính cách kế tiếp có thể được xem như là một cái nhóm liên hệ đến sự phẫn nộ, như là sự nóng nảy, dễ hờn, dễ giận, dễ tự ái, dễ bỏ cuộc, dễ bị thương tổn nhân cách, hay là dễ bất mãn. Những cái tính cách này có thể tạo ra những phản ứng, ví dụ như là chúng ta đỏ mặt tía tai, bị quê, mặc cảm, hay là không thích những người đã trực tiếp hay là gián tiếp nói ra những cái lời dù là phê bình hay là chỉ trích, hoặc là thậm chí những cái lời góp ý rất là chân thành. Bản kinh đã nêu ra là khi mà chúng ta có tính cách phẫn nộ đó, thì bỗng dưng là chúng ta sẽ có một số tính cách phụ. Chẳng hạn như là chúng ta có thể phát ngôn bằng những lời rất là dễ ghét để đối chọi lại những gì mà chúng ta không thích người khác đã đối xử đối với mình. Hoặc là tệ hơn nữa đó, thì chúng ta có thể có những phản ứng là chỉ trích, chống đối, kháng cự, và nhất là kháng cự lại cái người xây dựng mình. Hoặc là thỉnh thoảng thì chúng ta sẽ có những phản ứng tệ hại hơn, đó là chúng ta trả đũa hoặc là hãm hại người kia, não hại người kia, thậm chí là gây thương tích, hoặc là sai người đánh đập, hoặc là trả thù vân vân. Cách đây vài năm chúng tôi đọc một vài tờ báo nói về một số học sinh khi bị thầy cô giáo phạt ở trước lớp đó, ví dụ như là thục dầu hay là phải về nhà chép một cái bài đó nhiều lần
rồi cảm giác mặc cảm, bị thương tổn trước bạn bè của mình, và nhất là những cậu thanh niên choi choi này đã bắt đầu biết yêu rồi, cảm thấy rất là xấu hổ với bạn gái của mình, cho nên đã ra đường đành gọi là đâm thuê chém mướn, làm cho thầy cô giáo mình phải bị đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tức là có một số trực tiếp làm việc đó, một số là thuê người khác làm những việc này để trả đũa, mặc dù biết rằng là thầy cô giáo mình phạt mình phát xuất từ một động cơ tốt là cho mình trở thành cái người học sinh giỏi. Nhưng mà từ lúc đó, cái thái độ của sự thương tưởng nó được thể hiện một cách quá căng thẳng, làm cho người kia thay vì phải biết ơn mà ngược lại có thể trả đũa bằng một cái tính cách rất là xấu. Kế tiếp đó là nhóm tâm lý bất cần. Cái nhóm tâm lý này có thể tạo ra những thái độ như gàn dở, ương ngạnh, thách thức, chọc tức, ngông nghênh hay là ngang như cua. Hình ảnh ngang như cua là một hình ảnh rất là ấn tượng. Rồi con cua nó bò ngang, xanh trên mặt đất, sống ở dưới mặt nước, làm hang ở trong lòng đất, mà nó bò ngang vậy thôi. Tức là nó thích sao nó làm vậy. Thì chính vì cái chỗ đó, nó có thể trở thành một hình ảnh để ám chỉ cho thái độ cốc cằn của con người. Mà thái độ cốc cằn này rất nguy hiểm, là bởi vì nó có thể tạo ra thái độ là không chịu dấn thân, bỏ cuộc giữa chừng, hay là chúng ta có thể quan niệm là chuyện ra sao thì cứ ra, bây giờ tôi như vậy là như vậy thôi. Hay là chúng ta có thể quan niệm là sống chết mặc ai, chứ còn mình không có phận sự gì để can thiệp vào chuyện này. Hoặc là chúng ta có thể lý luận, hoặc là sống hay là ứng xử theo thái độ là cha chung không ai khóc, nhà chung không ai quét, không ai dọn, vân vân. Hoặc là chúng ta có thể có thái độ đèn nhà ai lấy tỏ. Tất cả những thứ đó nó thuộc về tâm lý bất cần. Bản chất của tâm lý này đó là dầu biết rằng mình sai, mình còn kém, mình còn những khuyết tật, còn những sở đoản, nhưng mà mình vẫn không bao giờ chấp nhận nó như là một sự thật. Ngược lại thì chúng ta có thể dễ dàng bị nổi nóng, hoặc là chúng ta sẽ không bao giờ bận tâm đến những cá tính còn quá xấu ở bản thân mình. Rồi từ đó, khi mà được người khác yêu cầu chúng ta giải trình về một cái sự kiện mà chưa biết rằng là mình sai hay là đúng, thì mình lại không có cái thiện chí để làm việc đó. Tức là không hề có thiện chí để giải trình những việc mình đang làm, mặc dù được người khác yêu cầu, và mình ngược lại có tâm lẩn tránh vấn đề này. Cái câu nói này làm cho chúng ta nhớ đến một thái độ ứng xử là đừng bao giờ im lặng. Có nhiều người đó cứ thói quen là im lặng khi bị oan ức hoặc là khi bị ức chế đó, giữ thái độ gọi là không bày tỏ. Thì thái độ đó làm cho mình nuôi lớn một nội kết với người khác, và nội kết này nó có thể trở thành một cái quả bom có thể vỡ tung nổ bất cứ lúc nào, khi mà cái sức chịu đựng giữa chúng ta và người kia trong mối quan hệ không còn được nữa. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là phải bày tỏ ra. Đôi lúc là mình phải tự bày tỏ cho người khác biết. Còn khi mà được người khác yêu cầu thì cái nhu cầu bày tỏ đó không thể nào thiếu được. Dĩ nhiên là chúng ta bày tỏ một cách có nghệ thuật, đừng bao giờ trút giận hay là đổ cái cơn giận vào ở trong cái lửa của mối quan hệ đang bị khập khiễng hay là không được bình thường. Cho nên im lặng trong trường hợp này sẽ trở thành là một cái bất ổn, trở thành là sự đổ vỡ trong tất cả các quan hệ tốt giữa chúng ta và người khác. Có nhiều tình huống á, người bất cần có thể gọi là trả lời hoài lời. Tức là mình ta hỏi một đường mình nói một nẻo, nói cho người khác chán để không bao giờ đá động đến mình nữa. Thì vậy cái tâm lý đó là một cái tâm lý yếm thế, và mình gần như quá chán nản rồi, mình không hề muốn dấn thân vào trong cái sự việc này để làm cho sự việc đó một cách sáng tỏ. Đôi lúc có nhiều người chán nản quá, nghĩ rằng là không bao giờ có người nào có thể minh oan được cho mình, không người nào có thể giúp được cho mình thoát khỏi cái tình trạng bi đát đang hiện có, mình có thể có những ứng xử một cách rất là sai lầm đó. Như vậy là chúng ta đã vô tình đóng bít cái cửa ngõ của sự tiến bộ, và thậm chí là chúng ta chấp nhận sự tụt hậu, không chịu thay đổi, dù đó là cái quan niệm. Như vậy chúng ta có thể nói trong rất nhiều tình huống, sự im lặng
không muốn tháo gỡ những cái khập khiễng trong mối quan hệ chính là một cái gì đó rất là đáng ghét. Do đó đừng bao giờ chọn cái sự im lặng, tại vì im lặng rất nguy hiểm. Cái nhóm tâm lý kế tiếp đó là tật đố và sân tham. Hai tính cách này đó là với nhau, nhưng mà đặt trên nền tảng của lòng tham. Tật đố là lòng ganh ghét đố kỵ, nhất là đối với sự thành công hay là những cái nét riêng của người khác. Sang tham là thái độ bỏng sẻn, keo kiệt, tiếc rẻ, dè sẻn và chỉ muốn thâu nạp chứ không bao giờ muốn buông ra. Tật đố có thể làm cho con người mình nhắm mắt trước những cái hay cái đẹp của người khác, trong khi sang tham là chúng ta nhắm mắt trước những nỗi khổ đau của người khác đang có nhu cầu mà mình có khả năng để giúp nhưng mà mình lại từ chối. Như vậy á, cái tật đố làm cho chúng ta thiêu đốt tâm lý của mình, không chấp nhận người. Còn sang tham cũng là một cái cách thiêu đốt khác, đó là thiêu đốt lòng từ bi. Như vậy là hai tính cách này đó là hai tính cách rất là nguy hiểm. Các chuyện ngụ ngôn dân gian thường nói đến tác hại của lòng tật đố, chẳng hạn như là chuyện ngụ ngôn của La Fontaine kể về sự không chấp nhận của con nhái đối với con bò đực. Con bò đực mới lớn thì thân thể của nó rất là lực lưỡng, nó có thể cày ruộng, nó có thể có được sức lực giúp cho người nông dân có được những thành quả lao động, thành quả kinh tế, và do đó nó có thể được sự chăm sóc và thương tưởng của rất nhiều người. Con nhái con này cảm thấy rất là tức tối, bởi vì nó nói là nó cũng là một loài động vật giống như là con bò đực ấy, thế mà tại sao người ta lại không thương nó, mà nó rất là cực khổ, cứ tối đến là nó phải hét lên để báo rằng là cái giờ lao động đã hết rồi, các ông bà anh chị hãy về nhà nghỉ ngơi, ấy thế mà không ai nhớ ơn nó cả. Và có nhiều người nghe cái tiếng nhái kêu chịu không nổi, thậm chí là phải dùng các loại đèn, đèn dầu hay là đèn cày hay đèn pin để bắt nó vào ban đêm mà, cho nó khỏi ảnh hưởng đến cái giờ giấc ngủ của mình. Cậu ta bực tức lắm, cậu ta mới thách đố, cậu ta mới dùng tất cả cái lực bình sinh để ngậm hơi rồi phùng mang trợn má cho cái thân thể mình nó trương phình lên thật lớn. Rồi lúc đó nó mới kêu hết tất cả những anh bạn đồng lứa, những chị nhái, những anh nhái, rồi những chị cốc, những anh cốc lại. Nó mới nói rằng là bây giờ các bạn hãy nhìn coi tôi nè, trong một khoảnh khắc sắp tới thôi tôi sẽ trở thành con bò đực, các bạn hãy xem tôi trở thành hay chưa. Thì những anh cốc anh nhái khác cười kha khả, nói rằng còn lâu mới làm được, anh đừng có làm chuyện mà vá trời đội đất, chuyện không bao giờ thành đâu. Nó nghe như vậy nó còn tức tối nữa, các anh dám khinh tôi hả, các chị dám khinh tôi là các chị hãy coi, nếu tôi được thì các chị sẽ biết cái tôi. Nó cố gắng nó làm nữa thì tất cả những con kia lại càng chiêu trọc nó hơn, là anh đã sai lầm rồi, hãy ngưng lại đi, đừng làm nữa, còn lâu mới được. Anh ta càng bực dọc, càng tức tối, càng phương mang chữ má, rồi cái pum một cái bụng ta bị bể ra làm thành nhiều mảnh khác nhau.